là dòng micro cực kỳ dễ kết nối với các thiết bị âm thanh như mixer, ampli và loa kéo. Thiết kế mặt chrome sang trọng và đẳng cấp, có khả năng bắt sóng xa từ 20 đến 30 mét. Và bây giờ em sẽ giới thiệu đến anh chị dòng micro đa năng cao cấp nha mọi người. Thì có rất nhiều anh chị sử dụng loa kéo này cũng như loa gia đình này mà bị micro hư này hoặc là bị mất này. Thì có rất nhiều anh chị hỏi micro đa năng để chúng ta về dễ kết nối và dễ sử dụng này. Thì dòng micro này là mẫu cao cấp nha mọi người. Với giá là 1 củ 350 nha mọi người. 1 củ 350 ngàn là anh chị đã sử dụng một dòng micro cao cấp như thế này rồi. Tay cầm nó như là một cặp micro của đầu thu mà tầm mấy chục củ mọi người. Đó, ở đây là anh chị nhìn cái tay cầm này, rất là sang trọng luôn nha mọi người, bọc kẽm hoàn toàn. Anh chị cầm sử dụng thì rất là đầm tay nha mọi người. Ở đây sử dụng là pin sạc này, và bây giờ em sẽ giới thiệu phụ kiện của nó đi kèm này. Đi kèm sẽ là có một cái đầu thu này. Đó, và sẽ có 3 cục pin này. Đó, 2 cục để gắn cho cái micro này và 1 cục sẽ gắn cho cái đầu thu này. Và đi kèm nữa thì sẽ có dây sạc cho anh chị đầy đủ này. Sẽ có 3 dây sạc này và đĩa chống lăn. Đó, đầy đủ cho anh chị nha mọi người. Anh chị sử dụng thì giống như cái đầu thu này. Ví dụ như cái đầu thu thì anh chị chỉ cần mở nắp ra thôi. Anh chị mở nắp ra. Bây giờ em hướng dẫn luôn này. Anh chị mở nắp ra rồi bỏ pin vào. Đó, chúng ta bỏ vào. Rồi, và anh chị bật nguồn lên thôi. Anh chị bật nguồn lên. Rồi, hiển thị, đài hiển thị này. Đó, rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ bỏ micro. Pin của micro vào. Đó, rồi, vậy là được nha mọi người. Với dòng micro này thì loa kéo này cũng như là dàn âm thanh hoặc là dàn loa sân khấu của anh chị nào mà đang bị thiếu micro này, cũng như là anh chị cần hát thêm micro, như là anh chị loa nhà anh chị đã có 2 micro rồi nhưng mà anh chị cần có 4 cái để chúng ta hát nhiều người ấy, thì anh chị có thể chốt cái dòng micro này để với anh chị sử dụng nha mọi người. Kết nối cực kỳ là đơn giản luôn, chỉ cần một cái đầu thu này, rồi anh chị sẽ có ngõ 6.5 anh chị cắm vào thôi, như là loa kéo này, rồi là loa kéo điện hoặc là loa dàn nhạc sóng hoặc là loa dàn của nhà anh chị cũng có thể kết nối dễ dàng nha mọi người. Anh chị không cần phải tháo loa gì hết á, thì chỉ cần cắm vào ngõ 6.5 là anh chị đã thể kết nối được và anh chị đã hát được rồi nha mọi người. Bọc kẽm hoàn toàn, tay cầm rất là ok nha mọi người. Tay cầm như là tay cầm của những dàn loa mà sân khấu sự kiện, tay cầm micro mấy chục củ, mấy trăm củ mọi người. Tay cầm cực kỳ là tuyệt vời nha mọi người. Dạ vâng, dòng micro này thì đã có rất nhiều ca sĩ đã sử dụng qua và đánh giá rất là hài lòng về dòng micro này nha mọi người. Anh chị có nhu cầu thì cứ trực tiếp với bên Phương Nam Sài Gòn nha mọi người. Cảm ơn anh chị đã xem hết video.